con gái là run. Em đâu có dễ hôn vậy. Con má đầu tiên là lúc 18 tuổi à? Đặc biệt là đừng có dê. Em dê em đâu có ế đâu anh. Dạ em tên là Hồng Trinh. Hồng Trinh, dạ. Trinh năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ em năm nay 21 tuổi. Em sắp dập tắt chị rồi đó. À, hiện tại giờ em đang làm ở đâu, làm công việc gì? Dạ hiện tại em là sinh viên năm cuối khoa báo chí. Hồng Trinh sinh viên báo chí hả? Rất là năng động đây. À, tôi sẽ mời một chàng trai để xem bạn ấy đến từ đâu và bao nhiêu tuổi, làm nghề gì. Xin mời. Nhìn là biết ga lăng rồi hả? Hoan hoan cho em hỏi ngang, cái ga lăng là ga lăng sao? Mới bước ra sao biết ga lăng? Một chút bạn sẽ biết, thấy là bạn biết ga lăng liền. Tôi xưa gì chưa bao giờ tôi đi đâu mà tôi cầm cái này. Bạn tên là gì? Dạ em tên là Lê Trương Đoàn Nguyện ạ. Hôm nay bao nhiêu tuổi bạn? Dạ năm nay em 30 ạ. 30 tuổi, làm nghề gì? Hiện giờ em đang làm nhân viên văn phòng. Bạn vừa đẹp trai nè, thấy là rất ga lăng nè. Tôi thật sự tôi không tin bạn. Không tin bạn đến đây để tìm một nửa của mình. Dạ, tại vì em rất là nhát. Nhát hả? Nhát là sao? Sợ gặp con gái là run rồi. Không... Nhát gái rồi. Cái lại thật thà quá. Cái gì hỏi cũng trả lời hết trơn. Đôi khi gặp rồi kể hết chuyện bản thân gia đình, cái người ta sợ là chẳng tiền. À cái này hay nè, cái này tôi hỏi nè. Tôi với các Tường đang bàn với nhau là có nhớ nụ hôn đầu đời hay không? Và nụ hôn đầu đời nó như thế nào? Anh ơi em mới hôn má à. Mới hôn má hả? Ủa sao hôn má rồi sao mà nóng lợi dụng thời cơ mình hôn kia luôn? Tại hôn má xong rồi cái rung quá không biết làm gì hết. Trời. Mà cảm nhận hôn má lần đầu tiên thế nào? Lúc đó em bao nhiêu tuổi, bao nhiêu tuổi, cái nụ hôn bao nhiêu tuổi mà rung? Hôn má đầu tiên là lúc 18 tuổi à. Còn hôn má nhiều lần sao là mấy tuổi? Hôn cái thứ hai năm 27 tuổi. Trời đất. Là sao, có nghĩa là em hôn xong rồi 9 năm sau em mới hôn cái nữa hả? Cái là đó giờ hôn có hai cái hôn má rồi hả? Trời ơi. Đây là chàng trai còn nguyên vẹn. Rồi bây giờ em định chừng nào em hôn má cái thứ ba? Dạ đang cố gắng có cơ hội thì thêm cái nữa. Còn bạn nữ kia sao bạn? Em sao hồi đó giờ em có ai hôn em chưa? Dạ chưa. Em đâu có dễ hôn. Chưa hôn má hôn mô một cái nào hết trơn luôn hả? Dạ. Có bạn trai chưa? Chưa. Sao giỏi dữ vậy trời. Cặp đôi trinh tiết. Bây giờ thẳng tôi hỏi luôn, bạn quan niệm thế nào về sống thử trước hôn nhân? Hai quan điểm của em á là thương nhau thì mình giữ gìn cho nhau cho đến cái ngày cuối cùng luôn. Cái này quan trọng nè. Bây giờ khi yêu là phải giữ gìn cho nhau, nhưng mà khi biết người yêu đã từng có mối tình trước đây rồi thì có giữ gìn nữa không hay là xả láng? Dạ quan điểm của em là vẫn giữ cho tới ngày cuối chị. Bây giờ lúc đó người ta không muốn giữ nữa rồi sao? Cố gắng giữ, còn nếu giữ không được thì đành chịu. Em quan niệm như thế nào? Em thích cái người bạn trai của mình sẽ như thế nào? Mẫu người mà em thích là cao khoảng 1m7. Cao bao nhiêu? Em cao có 1m55. Em cao 1m55 mà em đòi chi 1m7 dữ vậy? Tại em thích người cao hơn em cái đầu. Nghĩa đen nghĩa bóng luôn chị. Rồi sao? Cao không nhóm nhách được không? Không, nhìn có da có thịt một chút. Đừng trắng quá, da ngâm ngâm rồi được. Rồi, trắng đen. Trắng quá bạn. Kỳ vậy trắng tốt chứ. Hả? Thôi vậy em? Trắng nhìn công tử lắm chị. À, thích cái vẻ của dạ. là không thích công tử đúng không? Dạ. Đặc biệt là đừng có dê. Em thích con trai mà đòi hỏi. Bạn có dê không? Em dê em đâu có ế đâu anh. Tại sao bạn biết là người ta dê? Dạ giống như em thấy bạn em mới quen mà nó đòi hỏi bạn gái nó này kia. Đòi hỏi cái gì? Này kia là cái gì? Nắm tay hay hôn gì đó, em không thích. Dạ, vậy. Ủa vậy là dê hả? Dạ. Vậy em nắm sao dê? Người ta xin thôi mà, người ta xin thôi, mình không cho là thôi. Vậy đó thì được, còn sướng tới là em chịu. Bây giờ quen nhau bao lâu thì được hôn? Khi nào em cảm giác an toàn thì em cho hôn. Tại sao là an toàn? An toàn ở chỗ nào? Khi nào giống như đừng đòi hỏi để em tự nguyện. Có nghĩa em hôn người ta thì được mà người ta hôn em là không được. Hơi căng này nha, hơi căng à. Tôi hỏi bạn là vậy tiêu chuẩn của bạn gái bên đó như vậy, tiêu chuẩn bạn như thế nào? Em thích mẫu phụ nữ truyền thống. Truyền thống?
Dạ. Nghĩa là lúc nào mặc áo dài hết. Dạ không, truyền thống nghĩa là thích nội trợ, thích công việc, thích cuộc sống gia đình, rồi không có sống phóng khoáng quá. Giống như em có một số nguyên tắc. Nguyên tắc của bạn là như thế nào? Không xả rác ngoài đường. Không xả rác. Gì nữa? Tuân thủ luật giao thông. Gì nữa? Không gây rối trật tự công cộng. Tôi là ra đồ la hết ông sùm đó hả? Ba điều kiện này ế là đúng rồi. 30 tuổi mà sao tôi nghe nó chịu tưởng đâu 80 tuổi vậy đó. Trời chị coi cái nghe em. Trời ơi cái gì mà quá. Đương nhiên cái luật lệ giao thông ai cũng chấp hành cho ông à. Được cái bó hoa là có điểm thôi đó. Còn như là mất điểm hết rồi đó. Không xả rác ở trong nhà được không? Dạ. Em không xả ngoài đường, em đem về em bỏ thùng rác. Vậy hả? Trời đất ơi. Cái từ là coi như là không có tiêu chuẩn nào ở đây được hết á. Người đó đối với chị là không được, nhưng mà chị nghĩ đối với em là được. Tại chị thấy hai người có vẻ hợp gu với nhau lắm. Để em coi thử thế nào, bên đây đẹp trai lắm nha. Hồi hộp, thở ra không vậy? Dạ rung. Rung hả? Chào ạ. Anh thích người nào có bụng ruồi ở đây nè. Rất ấn tượng. Duyên dáng. Duyên dáng. Dễ thương. Có bộ hôm nay em đi đúng ngày đó. Em ngồi đúng hướng. Em có thích gái đẹp không? Em sợ cái gì? Cái sao sợ? Tại vì gặp gái đẹp không biết nói gì hết trơn. Vậy thôi đó hả? Dạ. Ta sẽ gặp nhau. Nào xin mời. Màn đầu kéo lên. 2 phút. Bắt đầu. Chào ạ. Chào em. Dạ. Tặng em. Cảm ơn ạ. Em nói nhát gái, gặp cái tặng bông liền. Tin có hỏi gì anh không? Anh có cảm nhận gì về em? Em dễ thương. Em thấy anh sao? Dạ. Em thấy anh hiền. Dê trắng. Chết rồi. Để anh đi tắm nắng. Anh thấy anh có dê không? Dạ chắc không có dê đâu. Quê anh ở đâu? Anh người thành phố. Nhưng mà anh thích miền Tây. Anh hy vọng có dịp anh chở em về quê. Thì chở liền chứ có gì nữa. Chở liền. Không có dịp nào nữa trơn á. Mặt xanh lè ông nội ơi. Trời ơi. Mặt này chắc tôi về xanh lè rồi. Đúng rồi nha, gái gặp gái mặt xanh lè nổi. Sao bạn? Và bây giờ các bạn sẽ có 3 tiếng đếm để suy nghĩ và quyết định nhấn nút hẹn hò hay không. 3, 2, 3, 1. Các bạn không thấy đâu. Ở đằng sau bấm liên tục rồi khánh. Bấm cái nút luôn. Rồi thôi mời em ra đây. Nhìn mặt là biết rồi. Giờ sau chút xíu nữa mình chở nhau về Vĩnh Long luôn ha. Lý do tại sao bạn nữ đồng ý về hẹn hò với bạn nam? Dạ em thấy anh không có dê với lại nhìn an toàn. Coi như thích rồi là cỡ nào cũng được hết trơn á. Rồi chúc mừng anh hẹn hò ở đây. Vâng. Các bạn mời hai bạn chờ trong giây lát để chúng ta tham gia vòng quay may mắn.